Trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên vào năm 221, tại Trung Quốc tồn tại một thể chế được các sử gia gọi là phong kiến phân quyền, kéo dài trong suốt 2.000 năm, nhưng chỉ vòn vẹn có 3 triều đại là Hạ, Thương và Chu. Mặc dù triều đại nhà Hạ vẫn được các sử gia tranh cãi về tính hiện thực, khi mọi văn tự viết về nó đều được thực hiện ở các triều đại sau này, chứ không phải được viết bởi các tác giả đương thời. Nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng về mặt tinh thần rộng khắp của nó tại Trung Quốc cho tới tận bây giờ, khi bản thân người Hán vẫn luôn tự nhận mình là người Hoa Hạ vậy. Theo sử sách, nhà Hạ phát tích từ vùng đất Thượng Du Mân Giang, tức là vùng đất nằm giữa ba tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và Tứ Xuyên ngày nay. Sau đó họ dần dần theo Hán Thủy, rồi Vị Thủy tiến vào Trung Nguyên, cư trú tại lưu vực Lạc Thủy, tức vùng Lạc Dương, Hà Nam. Nhà Hạ tồn tại trong 470 năm từ thế kỷ 21 trước Công Nguyên đến thế kỷ 16 trước Công Nguyên, với cả thảy 17 vị vua, từ vua Hạ Vũ nổi tiếng với tích Hạ Vũ Trị Thủy, đến vua Kiệt là hôn quân nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Những sự kiện xảy ra vào thời gian này đều được sử sách nhiều đời sau chép lại và truyền miệng trong dân gian. Khoảng thế kỷ 16 trước Công Nguyên, vua Kiệt cùng các quý tộc vì áp bức nhân dân bắt làm nô lệ xây dựng cung thất, lại mặc sức giết hại nhiều người vô tội. Trong cung thì cuộc sống xa xỉ, ngoài cung dân chúng ăn cả vỏ cây để sống. Nhưng năm 1600 trước Công Nguyên, một thủ lĩnh bộ lạc tên là Thang Thương cùng với bộ thuộc tên Y Doãn, sau thời gian tập hợp lực lượng cùng các đồng minh, đã giấy binh quyết diệt nhà Hạ. Hai bên giao chiến tại đất Minh Điều, nay thuộc An Ấp, Sơn Tây. Quân của vua Kiệt yếu thế nhanh chóng đại bại, Kiệt bị bắt sống, nhà Hạ chấm dứt từ đó. Sau đại chiến tại Minh Điều, Thang Xưng Vương lấy tên bộ lạc của mình làm quốc hiệu, lập ra nhà Thương, lấy đất bạc thuộc Thương Khâu Hà Nam làm kinh đô. Triều đại này tồn tại từ khoảng năm 1600 trước Công Nguyên đến năm 1046 trước Công Nguyên. Đây là triều đại đầu tiên được chính thức ghi trong sử sách Trung Quốc. Dưới triều đại này, chữ viết Giáp Cốt Văn ra đời. Đây chính là những bản thể đầu tiên của chữ Hán Nôm ngày nay. Triều Thương trị vì gần 600 năm với hơn 30 đời vua, cũng là triều đại đầu tiên xây dựng thể chế phong kiến phân quyền của Trung Quốc, khi vua nhà Thương không trực tiếp quản lý dân chúng. Lãnh thổ nhà Thương chia thành rất nhiều vùng đất, vùng nhỏ thì gọi là quốc, vùng lớn thì gọi là bang. Người đứng đầu một quốc hoặc bang cũng có 5 cấp bậc khác nhau, lần lượt là công, hầu, bá, tử, nam. Họ có toàn quyền quyết định và độc lập xử lý nội vụ với vùng đất cai quản của mình. Chỉ có nghĩa vụ cống nạp hàng năm cho vua nhà Thương, người được cả thiên hạ công nhận. Dưới đời vua thứ 19 nhà Thương, tức vua Bàn Canh, nhà Thương vì quyền lực mà đấu đá lẫn nhau, bên ngoài lại thiên tài liên miên. Bàn Canh thiên đô về đất Ân, đánh dấu thời kỳ vàng son của nhà Thương, nên các sử gia còn gọi thời kỳ sau của vua Bàn Canh là nhà Ân Thương. Sau thời Bàn Canh, truyền ngôi đến đời vua Vũ Đinh, mở ra một thời kỳ gọi là Vũ Đinh Thịnh Thế, kéo dài từ năm 1250 đến năm 1192 trước Công Nguyên. Ông cùng vợ của mình là Phụ Hảo, một nữ tướng, thay nhau dẫn binh đánh dẹp các tiểu quốc, mở rộng cương vực triều Thương. Phía Tây đánh hại nhiều bộ lạc người Khương ở Thiểm Tây. Phía Đông chiếm các vùng phía Nam, núi Thái Sơn thuộc Sơn Đông. Phía Nam đến Thọ huyện của An Huy. Trải qua thêm 9 đời vua truyền đến Đế Tân, còn được biết đến với tên gọi là Trụ Vương, là một người thông minh, tuấn kiệt. Ngay khi lên ngôi, ông rời đô về Triều Ca và bắt đầu hưng trần đất nước, liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Đông. Nhưng sau khi giành được nhiều thắng lợi, Đế Tân sa đà vào Tửu Sắc, dẫn đến các chư hầu xa lánh, dân chúng chán ghét. Vào thời điểm đó, một tiểu quốc phía Tây dần dần lớn mạnh tại khu vực sông Vị, được cai trị bởi Cơ Phát, đã liên tục chiêu mộ nhân tài, nhanh chóng thực hiện nghiệp lớn là tiêu diệt Thương. Một trong những người nổi tiếng nhất được biết tới chính là Khương Thái Công. Khương Tử Nha khi về dưới trướng Cơ Phát thì tuổi đã ngoài lục tuần, nhưng văn võ toàn tài. Dưới sự chỉ huy của Khương Tử Nha, năm 1045, Cơ Phát đã mở một chiến dịch quân sự quy mô tấn công nhà Thương. Các chư hầu vì vua nhà Thương tàn bạo ngang ngược nên đều hướng sức lực về trợ giúp cho Cơ Phát. Liên quân nhanh chóng chiếm Mạnh Tân, kéo đến đất Tỷ, vượt Hoàng Hà, đến Bách Tuyền, rồi Mục Dã, chuẩn bị tấn công thẳng vào kinh đô Triều Ca.
Vua Trụ khi hay tin chỉ còn biết dẫn binh đến chặn đánh ở Mục Dã. Nhưng quân nhà Thương vốn bị động, lại có số lượng chênh lệch, nên nhanh chóng bị Cơ Phát cùng quân đội tiêu diệt. Vua Trụ tự thiêu mình trong lửa trận, nhà Thương chính thức diệt vong. Cơ Phát lên ngôi, lấy tên nước là Chu, đặt kinh đô ở đất Cảo, mở ra một triều đại tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, với hơn 800 năm lịch sử, 39 vị vua. Cơ Phát vẫn duy trì thể chế phong kiến phân quyền từ đời nhà Thương. Các tướng lĩnh có công và những người trong họ Cơ được phong đất đai vô kể. Các họ khác được phong nước lớn, có thể kể đến họ Khương của nước Tề, Doanh của nước Tần và họ Hùng của nước Sở. Các vua nhà Chu tự coi mình là thiên tử, tức con của trời, người thừa hưởng danh phận của trời đất. Chỉ người có đủ danh phận mới có thể tiếp nhận mệnh trời mà lên ngôi thiên tử. Nhà Chu thay nhau tra truyền con nối đến đời thứ 10 thì Cơ Hồ làm vua. Ông ra sức thi hành việc bóc lột dân chúng, lại cho phép các quý tộc được phép độc quyền, dẫn đến mọi nguồn lợi thiên nhiên như ao, hồ, sông, suối, dân chúng đều không được phép khai thác. Ông còn hạ lệnh không cho dân chúng bàn việc chính sự. Ai phạm đều bị xử tội chết, nên dân chúng chẳng ai dám ca thán. Đến năm 841, dân chúng vì phẫn uất nên hợp nhau khởi nghĩa dẫn binh vào cùng. Cơ Hồ, tức Chu Lệ Vương, sợ hãi bỏ trốn sang đất Trệ, rồi mất ở đó. Các chư hầu lập con của Lệ Vương là Cơ Tĩnh lên ngôi, sử gọi là Chu Tuyên Vương. Ông mặc dù có chủ trương tiến bộ, nhưng khi đó nhà Chu đã rất suy yếu, chỉ có thể duy trì bình ổn thêm một thời gian ngắn. Đến năm 782, Chu Tiên Vương băng hà, con là Chu U Vương nối ngôi thì ham chơi hưởng lạc, chẳng mang triều chính. Sau lại lấy được Bao Tự là một tuyệt sắc giai nhân, nên càng đắm chìm dầm loạn. Năm 771 xảy ra biến loạn tại Ly Sơn. Hân Hầu, một đại thần nhà Chu, vốn có con gái là hoàng hậu, bị phế truất, nên cấu kết giặc Khuyển Nhung là các bộ lạc phía tây nhà Chu tấn công vào Cảo Kinh. Chu Vương nhanh chóng bị giặc giết chết, mọi đồ chân bảo đều bị cướp phá. Các nước chư hầu sau đó dẫn quân đến ứng cứu và thành công trong việc đánh đuổi giặc Khuyển Nhung, lập Cơ Nghi Cữu lên làm vua, tức Chu Bình Vương. Năm 770, nhà Chu lo sợ giặc lại cướp phá, nên quyết định rời đô về Lạc Ấp, tức Lạc Dương. Từ đó sử sách gọi là nhà Đông Chu. Thời kỳ đầu tiên của Đông Chu được gọi là Xuân Thu, bắt đầu từ sau khi vua Chu Thiên Đô về Lạc Dương. Bấy giờ, dù vua Chu vẫn là thiên tử, nhưng thực chất quyền hành chẳng còn là bao và liên tục phải phụ thuộc vào những chư hầu khác. Xuân Thu cũng là thời kỳ loạn lạc bậc nhất, khi có hàng trăm chư hầu lớn nhỏ đánh chiếm lẫn nhau để xưng bá. Bởi vậy mà suốt gần 300 năm liên tục từ 770 đến năm 476, chiến tranh gần như không ngày nào ngừng nghỉ. Sau khi rời đô đến Lạc Ấp, nhà Chu lập tức rơi vào quyền kiểm soát của nước Trịnh, với người đứng đầu là Trịnh Trang Công. Vua Trịnh liền lợi dụng việc nắm giữ thiên tử mà thi hành chính sách bành trướng bạo ngược, liên tục lấn chiếm các nước Tề, Lỗ, Ngụy, Tống, Trần, Thái. Ngoài ra còn tiêu diệt nước Hứa, lập nên một quyền lực bá chủ của riêng mình. Nhưng điều này đã dẫn đến sự bất mãn của vua Chu Bình Vương. Đến năm 707 trước Công Nguyên, đến đời nhà vua Chu Hoàn Vương, hai bên mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Vua Chu quyết định cùng các nước Thái, Vệ, Trần, ba nước liên hợp đánh Trịnh. Vua Trịnh là Trang Công mang quân nghênh chiến tại Nhu Cát, nay là Trường Cát, tỉnh Hà Nam. Nhưng liên quân ba nước nhanh chóng bị vua Trịnh Trang Công đánh bại. Năm 685 trước Công Nguyên tại nước Tề, vua là Tề Hoàn Công nắm quyền thi hành nhiều chính sách nội trị đúng đắn, lại thu phục được những nhân tài như Quản Trọng, Bảo Thúc Nha, mở ra đường lối Tôn Vương Nhương Di, tức là tôn trọng thiên tử, xâm đoạt các tộc di địch. Các chư hầu nhiều lần được Tề Hoan Công đưa quân giúp đỡ, nên đều coi nước Tề là bá chủ. Năm 656, nước Sở bấy giờ là một chư hầu rộng lớn, nên bỏ triều cống nhà Chu. Tề Hoan Công cùng liên minh 8 nước lập tức tấn công nước Sở. Vua nước Sở là Hùng Uẩn buộc phải nhượng bộ cùng Tề Hội Minh ở Thiệu Lăng. Năm 643, Tề Hoan Công mất, các con tranh đoạt địa vị làm nước Tề suy yếu. Vị thế bá chủ cũng không còn, các nước lại thay nhau xâm chiếm lãnh thổ của nhau. Đặc biệt là nước Sở đã tiêu diệt nhiều tiểu quốc nhỏ và liên tục mở rộng lãnh thổ lên phía Bắc. Trong khi đó tại phương Bắc, nước Tấn truyền đến Tấn Văn Công. Nhiều cải cách nội ngoại được thực hiện giúp Tấn trở thành một nước cường thịnh, xây dựng được uy tín với các chư hầu. Năm 633,
Quân Sở sau thời gian dài bành trướng, tiêu diệt nhiều tiểu quốc, thì nay đã đánh đến kinh đô Thương Khâu của nước Tống. Tần Văn Công bấy giờ là thế lực mạnh mẽ nhất tại phương Bắc, mang quân cứu viện, đại phá quân Sở tại Thành Bộc. Vì thế mà chư hầu đều dựa vào Tấn để chống Sở. Tấn Văn Công nghiễm nhiên trở thành bá chủ. Nhưng chỉ trôi qua được vài năm, đến năm 628 trước Công Nguyên, Tấn Văn Công vì tuổi già mà qua đời. Vị thế của nước bá chủ mới gây dựng lại sớm lung lay. Nước Tần dưới sự cai trị của Tần Mục Công cùng những nhà quân sự gia đại tài như Bách Lý Hề, Kiển Thúc nổi lên mạnh mẽ tại lưu vực Vị Thủy, muốn nhân cơ hội nước Tấn có tang mà mang quân muốn diệt nước Trịnh. Tấn Trương Công khi đó mới lên ngôi, liền cho quân mai phục tại Hào Sơn. Quân Tần vì cho rằng mình xuất kỳ bất ý nên không đề phòng, liền bị quân Tấn tiêu diệt hoàn toàn. Đại chiến tại Hào Sơn cũng là mối nhục lớn nhất dưới thời Tần Mục Công. Các năm sau đó, quân Tần nhiều lần muốn dẫn binh sang Đông, nhưng đều bị quân Tấn chặn lại, nên Tần Mục Công quyết định đổi hướng Tây Trinh tiêu diệt các bộ lạc Khuyển Nhung ở phía Tây. Nhờ quân lực của nước Tần vượt trội so với các bộ lạc này, nên lãnh thổ nước Tần nhanh chóng mở rộng. Về phần nước Sở, sau khi đại bại tại Thành Bộc, ý định Bắc Tiến cũng bị chặn đứng, nên quyết mang quân mở rộng thế lực về hướng Đông. Dưới thời vua Sở Trang Vương, nước Sở vươn lên mạnh mẽ. Địa giới nước Sở khi đó, phía Bắc đã chạm đến sông Hoàng Hà. Sở khi đó là quốc gia rộng lớn nhất Trung Quốc. Năm 597 trước Công Nguyên, nước Sở và Tấn lại đại chiến tại đất Bật, nay thuộc vùng Trịnh Châu, Hà Nam. Nhưng lần này kết quả đã khác. Quân Sở đại thắng, nước Tấn tổn thất nặng nề đành phải lui quân. Sở Trang Vương bèn lệnh quân sĩ tiến đánh nước Tống. Quân Tấn không còn sức lực để cứu giúp. Các chư hầu Trung Nguyên vì nể sợ sức mạnh lại quy phục nước Sở. Sở Vương hùng lữ vì thế xưng bá thiên hạ. Năm 591, Sở Trang Vương băng hà, hậu nhân không thể kế thừa ý chí nên bá nghiệp suy vi. Trong khi đó tại đất Tấn trải qua hai đời vua là Tấn Cảnh Công, Tấn Lệ Công, quốc lực lại dần dần hưng thịnh. So với nước Sở thì giàu mạnh hơn nhiều. Trong các năm 589, 578, 575 trước Công Nguyên, nước Tấn lần lượt giao chiến và giành thắng lợi lớn trước nước Tề tại đất An, phá quân Tần tại trận Ma Toại, diệt quân Sở tại Yển Lăng. Thế bá chủ dần được hình thành, thì sự việc bất ngờ lại xảy ra. Năm 573, nước Tấn xảy ra nội loạn, Tấn Lệ Công bị giết hại. Bên ngoài lại cùng lúc phải đối phó với Tần ở phía Tây, Sở ở phía Nam, Tề ở phía Đông. Mặt Bắc lại liên tục bị người Nhung địch quấy nhiễu. Vì thế, Trung Nguyên lại dừng chân ở thế giằng co lâu dài. Năm 546 trước Công Nguyên, sau thời gian dài Tấn Sở liên tục giao tranh mà bất phân thắng bại. Các nước xung quanh nhỏ thì lo sợ, lớn thì mệt mỏi. Dân chúng các nơi giữa hai nước đói khổ. Nước Tống đành đứng ra làm trung gian giảng hòa, lập ước thề nhị binh. Nước Tấn nhận thấy không thể diệt Sở trong ngày mai. Nước Sở cũng vì nước Việt ở phía sau liên tục quấy nhiễu, nên cả hai đồng ý ký hòa ước. Trong 40 năm tiếp theo, Sở và Tấn không xảy ra thêm cuộc chiến nào. Các nước khác cũng giảm hẳn các cuộc giao chiến lớn, chỉ tồn tại vài cuộc chiến nhỏ lẻ. Vì vậy, hai nước Ngô, Việt ở vùng Giang, Chiết nhờ địa thế về thiên nhiên đã nhanh chóng phát triển lực lượng. Trong giai đoạn từ năm 510 đến năm 494, nước Ngô hùng mạnh dưới sự cai trị của Hạp Lư, Phù Sai cùng các vị tướng như Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư đã một mặt áp chế các nước Sở ở phía Tây, tiêu diệt và bắt sống Việt Vương Cầu Tiễn ở phía Nam. Đến năm 473, sau thời gian dài nằm gai nếm mật theo đúng nghĩa đen, các đại tướng như Ngũ Tử Tư thì đã qua đời, Tôn Vũ bấy giờ đã già yếu, Cầu Tiễn quyết định giấy binh đánh lại Phù Sai. Quân Ngô bị bất ngờ, nhanh chóng đại bại, Phù Sai vì xấu hổ mà tự vẫn. Toàn bộ lãnh thổ nước Ngô được Cầu Tiễn thu phục. Cầu Tiễn vì vậy cũng trở thành bá chủ cuối cùng trong thời Xuân Thu. Nói về nước Tấn, trong giai đoạn từ những năm 550 đến 497, 6 gia tộc lớn dần chiếm quyền bính trong triều, gọi là Tấn Quốc Lục Hành, bao gồm các họ Triệu, Hàn, Ngụy, Phạm, Chí và Trung Hàng. Đến năm 403, sau thời gian dài tranh đoạt, ba họ là Triệu, Ngụy, Hàn được Chu Uy Liệt Vương phòng tước hầu, chia đất Tấn làm 4 phần. Vua nước Tấn vì chỉ còn hư danh nên chỉ giữ được hai vùng đất nhỏ ở Giáng và Khúc Ốc. Từ đó trở đi, thế cục nhà Chu xoay biến bước vào một thời kỳ mới gọi là Chiến Quốc. Sau khi tách khỏi nước Tấn, trải qua hai đời Ngụy Văn Hầu, Ngụy Vũ Hầu, nhà Ngụy liên tục bành trướng lãnh thổ phía Bắc đánh Trung Sơn, phía Tây đủ sức ngăn Tần vượt Hoàng Hà,
liền trở thành một trong các chư hầu mạnh nhất thời Chiến Quốc, được gọi là Chiến Quốc Thất Hùng. Thời điểm đó, nước Tề truyền đến đời của Tề Uy Vương, nhờ thu nạp được Tôn Tẫn, Điền Kỵ là những bậc hùng tài, đã giúp Tề Vương đánh bại nước Ngụy tại Quế Lăng vào năm 353, tại Mã Lăng năm 341. Buộc vua Ngụy là Huệ Vương cùng mình xưng vương vào năm 334 tại Từ Châu. Sau đó từ năm 325 đến 299, các nước Tần, Hàn, Tống, Triệu cũng tự mình học theo lệ cũ xưng vương, coi mình ngang hàng với thiên tử nhà Chu. Vua Chu lúc đó là Chu Noãn Vương, hầu như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không còn chút quyền lực nào. Trong giai đoạn này, dưới chính sách pháp gia của Thương Hưởng, quốc lực nước Tần thay đổi rõ rệt với các nước còn lại. Tần ban đầu làm hòa với Sở, Tề, lập nền thế liên hoành. Các nước còn lại bao gồm Ngụy, Hàn, Triệu, Yên, lo ngại sức mạnh cũng liên minh với nhau tạo thành thế hợp tung để đối đầu với thế cục liên hoành. Nhưng các nước vì nghi kỵ lẫn nhau mà liên minh này khi hợp khi tan, chủ yếu để chống lại sự bành trướng của nước Tần. Dưới thời Tần Hiếu Công, Tần Huệ Văn Vương, Tần liên tục phá trận hợp tung tại Tu Ngư năm 318, chiếm Ba Thục năm 316, chiếm Hán Trung của Sở năm 299, đánh bại liên minh Ngụy Hàn tại Y Khuyết năm 293, thu đất Thượng Đảng năm 265, phá quân Triệu tại Trường Bình năm 260. Sau một loạt các trận chiến với Tần, các nước khác đã yếu lại thêm suy vong, còn nước Tần càng ngày càng hưng thịnh. Từ năm 256 đến năm 249, Tần Chiêu Tương Vương lần lượt cho quân tiêu diệt các thế lực cuối cùng của nhà Chu. Các chư hầu khác cũng không còn khả năng cứu viện, đành nhìn nhà Chu diệt vong. Đến đây, chế độ phong kiến phân quyền của nhà Chu cùng các triều đại trước đặt ra chính thức sụp đổ. 30 năm tiếp theo là thời kỳ loạn lạc cuối cùng của Chiến Quốc, đến khi Tần Thủy Hoàng lần lượt tiêu diệt các nước còn lại, thống nhất Trung Nguyên vào năm 221, chuyển sang một thời kỳ mới gọi là phong kiến tập quyền, kéo dài thêm hơn 2.000 năm.